đặc sản Diêm Điền có thể bạn chưa biết. Vâng thưa các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại cây xăng trung tâm thị trấn Diêm Điền. Và đèn đỏ kia đó chính là đèn đỏ chốt chợ Gú này. Đi một chút xíu về trước mặt tôi chính là Thế Giới Di Động. Và ngay trách đối diện cây xăng này thì sẽ có một cái nhà hàng ngay trong ngõ rất là nhỏ mà ít người biết. Đó chính là nhà hàng Trường Sinh. Và trong đây có một món đặc sản tuyệt vời mà tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhá. Xin chào. Và ngay đối diện với điện máy xanh đằng sau tôi đây. Thì đây chính là nhà hàng Trường Sinh này. Đây. Đây nhà hàng Trường Sinh. À, chỉ nằm nhỏn vỏn vẹn trong con ngõ đâu đó khoảng chưa đến 2 mét. Nhưng mà trong này có một món đặc sản vô cùng tuyệt vời, đó chính là món gỏi cá hói. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhà hàng này có gì bên trong nhá. Xin mời. Món mà tôi muốn nói với anh em đó chính là cái con này đây. Đây chính là con gọi là con cá hói. Không biết ở các địa phương khác nó gọi tên là gì, nhưng mà là ở Thái Bình chúng tôi ở Diêm Điền gọi đây là con cá hói. Nó chỉ vỏn vẹn đâu đó bằng một bàn tay thôi. Tôi cầm khoảng một bàn tay thôi. Đấy, nhưng mà nó ăn đây con này to ngon, đấy, con này hơn một bàn tay. Con này nó đâm cực kỳ đau, gai nó đâm cực kỳ nhức luôn. Đây, khi nó quẫy trong nước như này nhá. Còn tí nữa lên đĩa như là tôi sẽ cho anh em xem sau nhá. Ok. Đây là không gian trong quán nhá. Tầng 1 là tầng để tiếp khách này. Quầy ba này, chỗ để xe máy này, trong ngõ này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lên trên tầng nhé. Đây, đây. Cầu thang nho nhỏ xinh xinh đi lên tầng. Và trên tầng sẽ là các phòng điều hòa nhé, phòng nhỏ này. À, rất hay. Đặt tên là đây, Đồng Châu này, Cồn Đen này. Ở trong này là vệ sinh rồi. Đây, đây. Một là khoảng hai, ở đây khoảng chục người ngồi được này, nho nhỏ xinh xinh này, gọn gàng, kín đáo. Đây. Con này có thể là ngồi được 10-15 người đây. Đây, không to cho anh em xem này, điều hòa hết. Và tranh ảnh đều là những tranh ảnh về quê hương Thái Bình của chúng ta. Ở bên này là Cồn Vành. Đây, Cồn Vành. À, phòng này cũng lớn này. Ngồi được 10-15 người. 10-15 người. Và đây chính là Trường Sinh. Phòng Trường Sinh. Đây. 1, 2, 3, xin chào các đồng chí. Ai, phòng ấy rất rộng, bên trong ấy có rất nhiều cái khu trang trí về rượu vang này. Bàn chúng ta ngồi đây đó khoảng 10-15-20 khách đây. Điều hòa và có sức chén rất là đẹp. Bàn ghế và cái món mà tôi rất thích ở đây đó chính là cái món đó. Nên là tự nhiên chúng ta đây có lạc ăn ngay này. Sau đó là chúng ta có cái món phồng tôm. Phồng tôm mực uyển. Cực kỳ thơm và đẳng cấp anh em ạ. Rất ngon. Rất là ngon em nhá, để uống bia. Chia sẻ với các bạn là ông chủ của nhà hàng Trường Sinh này chính là hội trưởng của hội đầu bếp tỉnh Thái Bình. Và trên này là các đồ ăn đây thì cực kỳ là uy tín và tuyệt vời. Vậy nên nếu một lần nào đó bạn ghé qua Diêm Điền thì nhớ vào đây và hãy thưởng thức những món đặc sản mà tôi vừa chia sẻ các bạn nhé. Các bạn sẽ cực kỳ chill luôn và chúc bạn sẽ luôn có những khoảnh khắc tuyệt vời tại quê hương Thái Bình yêu dấu nhé. Xin chào.